Barcelona đang trải qua một giai đoạn hồi sinh đầy ngoạn mục dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hansi Flick. Sau những năm tháng chật vật với sự chuyển giao thế hệ, những vấn đề tài chính và sự bất ổn về nhân sự, đội bóng xứ Catalan đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở mùa giải 2024-2025, Barcelona không chỉ khẳng định mình là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch La Liga, mà còn đang khiến các đối thủ phải lo ngại về sức mạnh toàn diện và lối chơi hủy diệt của mình. Với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi tới 17 bàn và chỉ để thủng lưới có 4 lần thôi, đoàn quân của Hansi Flick đã chứng tỏ rằng họ là một tập thể khó bị đánh bại. Sự phát triển vượt bậc của những tài năng trẻ như Lamine Yamal kết hợp với kinh nghiệm của các cầu thủ kỳ cựu như Robert Lewandowski đã giúp Barcelona dần trở thành một thế lực đáng gờm không chỉ tại Tây Ban Nha mà còn trên toàn châu Âu. Việc bổ nhiệm Hansi Flick làm huấn luyện viên trưởng của Barcelona là một quyết định mang tính bước ngoặt của ban lãnh đạo câu lạc bộ. Trước khi đến với Barcelona, Flick đã ghi dấu ấn tại Bayern Munich khi giúp đội bóng nước Đức giành cú ăn ba lịch sử vào năm 2020. Tầm nhìn chiến thuật của Flick cùng khả năng khai thác tối đa tiềm năng của từng cầu thủ đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong lối chơi của Barcelona. Flick đã thổi một làn gió mới vào đội bóng, tạo nên một hệ thống chiến thuật tấn công tổng lực và kiểm soát bóng hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo của ông, Barcelona không chỉ dựa vào khả năng kiểm soát bóng truyền thống mà còn phát triển một lối chơi pressing toàn sân đầy mạnh mẽ. Điều này được thể hiện rõ nét trong trận đấu với Girona, khi đội bóng của Flick áp đảo hoàn toàn đối thủ cả về thế trận lẫn tỷ số. Đội bóng từng gây khó dễ cho Barcelona mùa trước, giờ đây trở thành nạn nhân của một lối chơi áp sát không ngừng nghỉ từ Blaugrana. Khả năng chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công cùng với những pha phản công sắc bén đã giúp Barcelona ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cướp bóng trong trận đối phương. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả về mặt chiến thuật mà còn cho thấy tính kỷ luật và khả năng thực thi của cầu thủ. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Barcelona mùa giải này chính là sự bùng nổ của các tài năng trẻ, đặc biệt là Lamine Yamal ở tuổi 17. Yamal không chỉ khẳng định mình là một ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn mà còn chứng tỏ khả năng gánh vác trách nhiệm lớn lao trên hàng công của đội. Trong trận gặp Girona, Yamal đã ghi hai bàn thắng quyết định giúp Barcelona sớm ấn định kết quả. Pha lập công đầu tiên của anh đến từ một tình huống cướp bóng táo bạo, trong khi bàn thắng thứ hai là một cú đặt lòng tinh tế sau đường kiến tạo từ Robert Lewandowski. Những bàn thắng này không chỉ chứng minh cho khả năng dứt điểm sắc bén của Yamal mà còn khẳng định sự tinh nhạy về chiến thuật và khả năng di chuyển không bóng thông minh. So sánh với Lionel Messi ở cùng độ tuổi, Yamal đang có những bước tiến nhanh hơn. Không chỉ là một thành viên của đội 1, anh còn là trụ cột trong đội hình của Barcelona. Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, Yamal hoàn toàn có khả năng trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới, nối gót những huyền thoại từng khoác áo Barcelona. Thêm vào đó là sự cân bằng tuyệt vời giữa kinh nghiệm dày dạn của các ngôi sao và sức trẻ tràn đầy năng lượng của cầu thủ trẻ. Robert Lewandowski dù đã ở tuổi 36 vẫn chứng tỏ mình là một trụ cột không thể thiếu của đội bóng. Không chỉ đơn thuần là một chân sút hàng đầu với khả năng ghi bàn ấn tượng, Lewandowski còn đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ xung quanh. Khả năng chơi bóng thông minh, kinh nghiệm trận mạc và sự tinh tế trong những tình huống phối hợp đã giúp Lewandowski trở thành người kết nối xuất sắc với các tài năng trẻ như Lamine Yamal, Pedri và Gavi. Sự ăn ý giữa anh và những cầu thủ này đã tạo nên một lối chơi tấn công sắc bén, khiến Barcelona trở thành một đội bóng có khả năng tấn công đa dạng và biến hóa. Pedri, Gavi và Dani Olmo, những cầu thủ trẻ tài năng đang dần khẳng định vị trí của mình dưới sự chỉ đạo của Hansi Flick, cũng góp phần tạo nên sự thăng hoa cho đội bóng. Pedri với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời cùng những đường truyền chính xác và tầm nhìn chiến thuật đã trở thành trái tim trong lối chơi của Barcelona. Cậu đã phát triển vượt bậc để trở thành một trong những nhạc trưởng quan trọng nhất của đội. Trong trận đấu với Girona, Pedri tiếp tục tỏa sáng bằng một màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà, qua đó đóng góp quan trọng vào chiến thắng hoàn hảo của Barcelona. Khả năng di chuyển thông minh cùng với sự chính xác trong những pha xử lý bóng đã giúp Pedri giữ nhịp trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Dani Olmo, cầu thủ có lối chơi sáng tạo và khả năng tạo đột biến từ những pha di chuyển bất ngờ, cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong trận đấu. Anh không chỉ tạo ra sự khác biệt trong các tình huống tấn công mà còn góp phần gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự của đối thủ. Olmo đã ghi bàn trong hiệp 2, một pha lập công quan trọng giúp Barcelona duy trì lợi thế và tạo đà chiến thắng chung cuộc. Dù phải rời sân sớm, Olmo vẫn chứng minh rằng anh là một trong những mảnh ghép không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của Hansi Flick. Sự nhanh nhẹn, khả năng di chuyển không bóng thông minh và những pha dứt điểm sắc bén của Olmo đã giúp Barcelona khai thác triệt để những khoảng trống trong hàng phòng ngự của Girona, qua đó tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn rõ ràng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ không chỉ mang đến sự cân bằng cho đội hình của Barcelona mà còn giúp đội bóng này duy trì được thế trận tấn công đầy nguy hiểm và khó đoán. Sự gắn kết chặt chẽ giữa những cầu thủ như Lewandowski và các tài năng trẻ như Yamal, Pedri, Gavi, Olmo là yếu tố quan trọng giúp Barcelona không chỉ vượt qua những đối thủ mạnh mà còn đặt mục tiêu cao hơn trong mùa giải năm nay.
Nhìn vào cách mà họ thi đấu, có thể thấy rằng Barcelona đang trên con đường trở lại thời kỳ hoàng kim. Và với sự phát triển không ngừng của những tài năng trẻ cùng sự dẫn dắt của các cầu thủ kỳ cựu, tương lai của đội bóng xứ Catalonia là đầy hứa hẹn. Không chỉ sở hữu một hàng công mạnh mẽ, Barcelona còn có một hàng phòng ngự vững chắc. Dưới sự chỉ đạo của Jun Koundé và Inigo Martinez, Barcelona đã thể hiện sự ổn định và chắc chắn trong phòng ngự. Mặc dù Girona có được bàn thắng giành dự ở phút 80 do công của lão tướng Stuani, nhưng nhìn chung hàng phòng ngự của Barcelona vẫn cho thấy khả năng bọc lót và phối hợp tốt. Đặc biệt, sự trở lại của hậu vệ trẻ Alejandro Balde sau chấn thương đã mang đến một luồng sinh khí mới cho cánh trái của Barcelona. Trong trận đấu với Girona, Balde không chỉ tham gia phòng ngự mà còn liên tục hỗ trợ tấn công, tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội. Tốc độ và sự quyết đoán trong các tình huống lên bóng của Balde đã giúp Barcelona gia tăng sức ép và gây khó khăn cho hàng phòng ngự của đối thủ. Dù Barcelona đang thể hiện phong độ vượt trội, nhưng cuộc đua vô địch La Liga không thể không nhắc đến đối thủ truyền kiếp của họ, Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang gặp phải nhiều khó khăn với sự bất ổn về phong độ và lực lượng. Tuy nhiên, sự trở lại của Kylian Mbappe sau một thời gian gặp khó khăn đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng của Carlo Ancelotti. Mbappe sau những ồn ào ngoài sân cỏ liên quan đến việc chuyển nhượng, cuối cùng đã lấy lại phong độ với những bàn thắng quan trọng cho Real Madrid. Trong trận đấu gần đây, Mbappe đã có những pha lập công quan trọng giúp đội nhà giành chiến thắng, đưa Real Madrid trở lại cuộc đua vô địch. Sự bùng nổ của Mbappe có thể sẽ khiến cuộc đua giữa Barcelona và Real Madrid thêm phần hấp dẫn và kịch tính. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này trong các trận El Clasico luôn là tâm điểm của mùa giải. Sự cạnh tranh giữa Lamine Yamal của Barcelona và Kylian Mbappe của Real Madrid không chỉ là cuộc đua về tài năng mà còn là cuộc đọ sức về sức trẻ và khát vọng chiến thắng. Cả hai ngôi sao này đều đang là biểu tượng của sự trẻ trung bùng nổ và hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao trong các trận đấu sắp tới. Không chỉ đặt mục tiêu thống trị La Liga, Barcelona còn có tham vọng lớn tại Champions League. Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barcelona đang hướng tới việc giành lại ngôi vị số 1 ở đấu trường châu Âu, nơi mà họ đã không thể vô địch kể từ năm 2015. Với đội hình hiện tại, Barcelona hoàn toàn có đủ sức mạnh và chiều sâu để cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn như Manchester City, Bayern Munich hay Paris Saint-Germain. Đoàn quân của Hansi Flick đang sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, đặc biệt là khi Champions League bước vào giai đoạn quan trọng. Trận đấu mở màn vòng bảng Champions League của Barcelona sẽ là chuyến làm khách trước AS Monaco. Một thử thách không nhỏ nhưng cũng là cơ hội để Barcelona khẳng định sức mạnh của mình trên đấu trường châu lục. Với sự xuất sắc trên cả 3 tuyến từ hàng phòng ngự đến hàng công, Barcelona đang khẳng định mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch La Liga mùa này. Sự thăng hoa của những tài năng trẻ như Lamine Yamal, Pedri, Gavi cùng với những ngôi sao kỳ cựu như Lewandowski và Dani Olmo đã giúp Barcelona xây dựng một đội hình toàn diện và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, Real Madrid với Kylian Mbappe chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cuộc đua vô địch. Sự cạnh tranh giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ mang đến một mùa giải đầy kịch tính và hấp dẫn, không chỉ tại La Liga mà còn trên đấu trường châu Âu. Với phong độ hiện tại, Barcelona thực sự trở thành nỗi ác mộng mới của La Liga. Và có lẽ đối với các đối thủ khác, cuộc đua tranh giành vinh quang mùa này sẽ không hề dễ dàng.